Xin chào các bác, chào mừng các bác đã xuất được cô Gia Khánh gặp nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật là vui vẻ. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu băm nô phụ kiện câu cá. Thì video này gồm có kìm, kẹp, kéo, bấm, rồi là kính câu, cần câu, máy câu, lưỡi câu, thập cẩm các loại. Thì trước khi em giới thiệu chi tiết, em lại giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690999. Em đã ghim trên các màn hình, bạn nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em vào giá trong video cho bồn phí ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000. Ship code toàn quốc, không kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán tiền giúp em. Và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 em giới thiệu một chiếc kẹp siêu bạo lực, một chiếc kẹp siêu bạo lực nhé, dành cho bác nào thích kẹp cá to. Đây thì dùng chiếc kẹp này hợp lý nhé. Chiếc kẹp này thì còn khá đẹp quá nhé, còn khá là đẹp đây, kiểu dáng này. Đấy, kiểu dáng này quá nhé. Đây kiểu dáng này. Đây. Con này thì người ta đã chế hai cái núm này, em chưa biết để làm gì cả. Đây người Nhật người ta đã chế hai núm gắn keo đây nhé. Đây kiểu dáng này. Con này sẽ dùng thép thép trắng không chỉ, thuần mỏ này sẽ siêu cường siêu cứng nhá. Và tay cò sẽ tay cò bằng nhựa ABS đây, nhựa ABS này. Và cán thì cán mút Eva, cầm cực kỳ êm tay luôn. Đây, con này bạo lực thì sai hơn nữa một chút, bạo lực sai hơn nữa một chút. Dây bảo hiểm đầy đủ này. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ dài 25 cm. Đây, tổng chiều dài sẽ 25 cm nhá. Chiếc kèo này mã số 1. Chiếc kèo này mã số 1 còn khá đẹp, con này sẽ để ra là 280.000 mã số 1. Tiếp tục chuyển sang mã số 2. Mã số 2 em lại có một con bạo lực tiếp theo. Con này sẽ là nhẹ nhàng hơn con kia một chút nhé, nhẹ nhàng hơn con kia một chút, size nhỏ hơn một chút. Đây, mã số 2. Đây. Chiếc kẹp này thì là cũng còn khá đẹp quá nhá, còn khá đẹp nhá. Đây, sẽ dùng thép trắng không chỉ, sáng choang bóng nóng quá nhá. Đây, kiểu dáng này. Phần mỏ sẽ phần mỏ siêu cứng siêu cường quá nhá. Phần mỏ siêu cứng siêu cường nhá. Đây, phần tay cò này sẽ tay cò như ABS này. Cán mút Eva sẽ là màu camo nhá, màu camo nhá, cực kỳ đẹp nhá. Đây. Ôi này. Con này kẹp cực kỳ là nhẹ nhá, kẹp cực kỳ là nhẹ nhá, kiểu dáng này. Đây, khi cầm được cá sẽ cầm như này quá nhá. Dây bảo hiểm đầy đủ này, dây bảo hiểm đầy đủ này, kiểu dáng này. Ngoài còn khá là đẹp. Con này mã số 2, tổng chiều dài con này sẽ dài 22 cm nhé. Dài 22 cm. Con này mã số 2 sẽ để giá là 280.000 mã số 2. Tiếp tục mã số 3 sang một chiếc kẹp này nhẹ nhàng hơn một chút nữa. Con này sẽ nhẹ nhàng hơn nhá. Con này đánh nóc đánh chẽm này ok này, đánh nóc chẽm ok này. Đây, kẹp cá nhỏ cũng được. Kẹp cá nhỏ được nhá. Mã số 3. Đây. Con này phần mỏ này, phần mỏ sẽ mỏ bằng thép trắng nhá, thép cứng siêu cường, thân thép trắng này, bóng lọng luôn. Tay cò như ABS và cán nhà cán mút Eva, cầm cực kỳ êm tay nhé. Đây, cực kỳ chắc chắn nhé, dây bảo hiểm đầy đủ hết nhé. Đây, ngoại hình con này có hơi bị xỉn màu chút chỗ cán mút này. Đây các bạn nào về vệ sinh qua này là ok nhé. Còn phần thép này thì bao chất lượng qua nhé, thép không chỉ thì không giờ bị an quá nhé. Đó, con này mã số 3 tổng chiều dài con này sẽ dài 22 cm nhé, tổng chiều dài sẽ là 22 cm. Mã số 3, một chiếc kẹp nhẹ nhàng này sẽ để giá là 280.000 mã số 3. Tiếp tục mã số 4 có một chiếc kẹp siêu nhỏ nhắn, siêu mini, siêu xinh xắn. Đây kiểu dáng này cực kỳ nhẹ nhàng nhá, con này kẹp cực kỳ là dễ này. Đây là cái phần tay tì đây này, nó trợ lực cho mình rất là nhiều. Khi mà được cá thì bác lại móc tay đây, bác cầm cá này này thì bao chắc chắn các bác luôn, bao chắc chắn các bác nhé. Đây, một con này của hãng Sunfire Star nhé. Đây của hãng này này. Đây của hãng này nhá. Con này thì thân khung thép trắng không gỉ này. Và mỏ cũng là thép trắng không gỉ, mỏ siêu cứng siêu cường nhá. Mỏ siêu cứng siêu cường nhá. Kiểu dáng này. Con này tay cò và tay nắm này sẽ bằng như ABS luôn nhá. Tay cò và tay nắm sẽ như ABS nhá. Đây kiểu dáng này. Cực kỳ nhỏ nhắn luôn. Đây trong lòng bàn tay bé tí này nhá. Con này tổng chiều dài nó không nhầm sẽ là 15 cm thì phải. 15,5 cm nhá. 15,5 cm. Chiếc kẹp này mã số 4, chiếc kẹp này sẽ để giá là 300.000 mã số 4. Tiếp tục chuyển sang mã số 5 em sẽ giới thiệu em có một chiếc kẹp nhựa này của hãng Enkel nhá. Đây kiểu dáng này. Đấy. Chiếc kẹp này em hình dung giống như cái kìm chết của bác ấy ở nhà ấy. Đây kìm chết như này, khi bác mở ra ấy, thì bác luồn vào miệng con cá như này. Cái dòng này này, khi kẹp cá không giờ bị sách mồm nhá, không giờ sợ bị sách mồm cá nhá. Đây khi kẹp được cá như này này, đấy, các bấm này phát thì nó sẽ chết nhé, nó sẽ không bung ra nữa. Bác muốn mở ra bác lại đẩy cò chết này ra này. Đây kiểu dáng này cực kỳ đẹp luôn, sẽ nhựa trắng nhé, nhựa trắng hơi trong trong một chút, cực kỳ đẹp kiểu dáng này. Đấy mã số 5 con này tổng chiều dài nó sẽ dài 15 cm nhé, tổng chiều dài sẽ là 15 cm. Chiếc kẹo này mã số 5 sẽ để con này sẽ 150.000 mã số 5 nhé. Chiếc kẹo tiếp tục mã số 7 con này quên không đánh mã số 6 rồi, chuyển sang mã số 7 luôn nhé. Mã số 7 sẽ có một chiếc kìm Daiwa, size con này size dài 15 cm nhé, 150 này dài 15 cm nhé. Đây logo Daiwa này. Đây kiểu dáng này, tay cầm sẽ tay cầm bằng nhựa nhé, nhựa cao su nhé, cầm cực kỳ êm tay luôn.
con này thay lưỡi thay dinh ok kia này, gỡ lưỡi ok kia này. Con này mỏ siêu bé, mỏ đầu thay dinh siêu bé luôn, dành cho bác nào thay dinh sai bé tí cũng vẫn được. Mỏ này, mỏ bao khít cho anh nhé, để gỡ lưỡi này và chỗ gắt dây ok nhé. Dòng tất cả dòng kìm mà dòng kìm mỏ dạng như này thì lưỡi như này chỉ cắt được dây cước thôi nhé, khuyến cáo bác chỉ cắt được dây cước thôi, sẽ không cắt được dây be. Đây kiểu dáng này. Con này mã số 7 chiếc kìm này sẽ để giá 200.000, mã số 7 200.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 8 giới thiệu một chiếc kìm của Shimano, một chiếc kìm Shimano nhé, sẽ dùng thép trắng không gỉ này, thép stay net stay này. Đây kiểu dáng này, tay cầm bằng cán nhựa cao su nhé, kiểu dáng này. Con này sẽ sản xuất ở Taiwan, Đài Loan nhé, Shimano Đài Loan nhé. Đây kiểu dáng này. Đây con này sẽ có một cái bát khóa này, đây khi bác gạt phát thì nó tự bung ra này nhé, đây tự bung ra này nhé. Con này dành vào thay dinh rồi là gỡ lưỡi cực kỳ ok luôn. Đây em bóp chặt này, mỏ bao khít luôn, mỏ cái đầu thay dinh cũng khá là nhỏ nhé, dành vào thay dinh thoải mái, gỡ lưỡi thay dinh. Con này thì cắt dây be thì bao mượt qua nhé, bao ngọt luôn. Đây lưỡi răng cưa này cắt be bao ngọt quá nhé. Đây kiểu dáng này này, cực kỳ nhỏ nhắn quá nhé, bé tí luôn. Một chiếc kìm của Shimano cao cấp Shimano nhé, chiếc kìm này giá mới không nhận là 700 này, 700 quá nhé. Đây con này tổng chiều dài sẽ dài 16 cm, tổng chiều dài sẽ dài 16 cm. Con này mã số 8 chiếc kìm của Shimano này sẽ để giá là 330.000, mã số 8. Tiếp tục mã số 9 em giới thiệu em có một chiếc kìm siêu nhỏ nhắn xinh xắn, dành cho nó hay gỡ lưỡi thay dinh này, dùng chiếc kìm này nó kia nhé. Đây gỡ lưỡi thay dinh cắt dây nó kia nhé, mỏ cắt dây be đồ ok nhé. Con này cắt dây be đồ này. Đây qua nhìn mỏ này, qua nhìn rãnh mỏ này, bao khít khít với nhau luôn nhé. Đây bao khít khít nhé, phần mỏ ngoài có hơi bị chầy một chút thôi, đây kiểu dáng này cực kỳ nhỏ nhắn nhé. Con này sẽ dùng thép hợp kim siêu nhẹ, nhé. Đây kiểu dáng này, con này của hãng Rimoto coi nhé, mỏ thay dinh gỡ lưỡi này ok này, lưỡi gắt dây nó ok này, kiểu dáng này đấy cực kỳ nhỏ nhắn luôn, một bên đỏ bên bạc coi nhé. Con này thì tổng chiều dài con này sẽ dài 11,5 cm, chiếc kim này mã số 9 sẽ để giá 150.000, mã số 9. Rồi tiếp tục mã số 10 lấy một chiếc kim cực kỳ nhỏ nhắn này, chiếc kim này các bác nhìn ở Việt Nam là khá là nhiều nhưng mà toàn dùng đồ tàu thôi, con này sẽ của Nhật coi nhé. Một chiếc kim này của hãng Fitman coi nhé, thép thì ở dạng thép titan nhé, đây thép đen như này, đấy cực kỳ đẹp luôn. Tay cầm bằng nhựa nhé, nhựa ABS nhé. Đây chỗ này sẽ có một cái bát khóa này, đây có muốn mở ra thì sẽ tự bật ra. Con này phần mỏ thay dinh cực kỳ là nhỏ luôn, bác này thay dinh UN ok nhé, gỡ lưỡi ok này. Phần còn chỗ cái lưỡi cắt dây be này, con này cắt be này cực kỳ là ngọt các bác luôn, cắt siêu sắc nhé. Đây đấy kiểu dáng này cực kỳ nhỏ nhắn, ngoại hình còn khá là đẹp nhé, khi bác không muốn dùng ấy, bác muốn bấm gài cái bát này vào đấy thì nó sẽ trụm này cực kỳ nó gọn nhé. Rồi sẽ đo tổng chiều dài, con này tổng chiều dài của nó sẽ là 12 cm, chiếc kim này mã số 10 sẽ để giá 120.000, mã số 10 120.000 nhé. Tiếp tục mã số 11 trong một combo gồm hai món. Đầu tiên em giới thiệu một chiếc kéo đa năng, dành vào là gỡ lưỡi này, thay dinh này, cắt dây be này. Con này chuyên cắt be mà, đây này be này, đấy con này chuyên cắt be mà. Đây thay gỡ lưỡi thay dinh cắt be ok hết nhá. Đây kiểu dáng này, con này của hãng Snowpeak, size con này sẽ size 11,6 cm, đúng rồi, con này size 11,6 nhá, 11,106 coi nhá, 11,06 này, đấy tổng chiều dài ấy. Đây cực kỳ là ngọt nhá, đây có nhìn lưỡi này, đấy mọi thứ ok chưa, đây mọi thứ ok nhé. Thép sẽ thép trắng không gỉ nhé, cái chỗ này sẽ bị bẩn này, đây này em sẽ cạo cho các xem nhé. Đây cạo bung hết rồi nhé, đây con này sẽ có một cái dinh chỗ này này, khi bác muốn nào sợ mất ấy, có móc cái dây bảo hiểm đây nó kia nhé. Đây sản xuất tại Japan nhé. Đấy món thứ nhất. Rồi tiếp tục món thứ hai em sẽ có một cái bấm của Nike cutter nhé. Đây Nike cutter nhé, một cái bấm mới nguyên chưa qua sử dụng nhé, bấm mới nguyên nhé, còn nguyên túi này. Thì được combo gồm hai món này sẽ mã 11 sẽ để giá 120.000, mã 11 120.000. Tiếp tục sang mã 12 em lại có một chiếc kìm tiếp theo, một chiếc kìm gỡ lưỡi thay dinh cắt dây be cực kỳ nhỏ nhắn quá nhé. Đây bé tí luôn này quá nhé, đây cực kỳ nhỏ nhắn luôn, đây trong lòng bàn tay bé tí nhé. Con này cực kỳ hay nhé, con này mỏ thay dinh cực kỳ là dị luôn, và cái các bác nhìn thấy lưỡi bên dưới không, đấy nó sẽ nòi sang bên này một tí nhé. Em không biết nhà sản xuất nó làm cái này để làm gì, nhưng mà tự nhiên nó thấy nòi sang một chút. Đây này, đây là vết uốn nguyên của nó nhé,
biết uốn nguyên của nó nhé, chứ không phải là kẹp nhiều nó sẽ vênh ra đâu. Con này sẽ nguyên bản này nhé, báo luôn các bác không này, khi các bác nào mua về nhận về lại báo con này bị lỗi đấy, mỏ thay dinh ok này, gỡ nữa ok này. Con này thì cắt be thì bao ngọt cho các bác luôn nhé, bao ngọt cho các bác nhé. Đây kiểu dáng này đấy, có hình đẹp nhé. Sẽ dùng thép thép trắng không gì này, thép trắng không gì này, tay sẽ tay cầm nhựa bằng nhựa ABS, nhựa ABS nhé. Rồi con này thì em sẽ đo tổng chiều dài. Tổng chiều dài con này sẽ dài 10,5 cm, dài 10,5 cm. Con này mã số 12, 12 thì sẽ để giá là 120.000, mã số 12. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển sang 13. Em sẽ giới thiệu có một chiếc tun đa năng kiểu dáng này. Cái này thì bác nào thích móc vào bano trang trí cũng được, cũng khá là đẹp. Hoặc các bác nào muốn kẹp vào đĩa quần hoặc kẹp vào đâu này này. Bên này sẽ có một cái bát này. Đây này. Sẽ một cái bát này, khi bác kẹp vào đồ vải đây này, bấm phát sẽ chết luôn các nhá. Đó, khá hay nhá. Và cái này sẽ xoay được luôn nhá, xoay được luôn nhá. Và bấm lại như vậy này. Đây, giới thiệu nhân vật chính. Con này sẽ một kiểu dạng một cái zip như này này, một cái nhíp kiểu dáng này này. Đấy, sẽ bằng nhựa nhá, bằng nhựa nhá. Đó, đây món thứ nhất. Rồi tiếp tục món thứ hai. Món thứ hai sẽ có một cái đầu sỏ để xuyên phao ISO nhá. Bỏ xuyên phao ISO nhá. Đây. Đây khi bác nào câu phao xuyên tâm ấy mà không đút được qua bằng nguồn cái này sang, bác rút sang nó kia nhá. Đây kiểu dáng này. Đấy, không dùng nó úp vào đây. Rồi tiếp tục sau này sẽ có một cái bấm cắt dây nhá. Một bấm cắt dây kiểu dáng này. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đây. Rồi, tiếp tục. Đây, con này sẽ là có một cái dây rút sẵn trong đây nhá. Một cái dây rút sẵn trong đây nhá. Đấy, khá là dài nhá. Dài khoảng tầm 70-80 cm đấy, dài 70-80 cm nhá, thoải mái nhá. Rồi tiếp theo. Tiếp theo sẽ mở đây này. Chỗ này sẽ có một cái nắp thôi nhá. Mở nắp này. Trong này có bác đựng khóa dinh xoay số 8 này, hoặc là khóa snap ở đây là ok nhé, hoặc là cho chì đây ok nhé. Đấy, đóng nắp này. Đấy, ok chưa? Đây một cái tool này. Tool này mã số 13, mã số 3 cái tool này sẽ để giá 180.000, mã số 13. Rồi chuyển sang 14. 14 em giới thiệu bạn có một con dao Shimano nhé, sẽ màu xanh như này. Đây, đấy Shimano nhé. Đây, khi không cầm khi không dùng cầm này cực kỳ nhỏ gọn nhé, bé tí nhé. Bé tí nhé. Đây em sẽ đo khi mà thu gọn bao nhiêu. Thu gọn nó sẽ là 11 cm. Khi thu gọn sẽ là 11 cm nhé. Đây, khi bạn muốn mở ra, chỗ này sẽ có một cái khóa này. Đây sẽ có một cái con ốc này, bọc vặn hết này. Hoặc bạn vặn giữa này nó sẽ có mấy lớp ấy. Đây này, giữa này các bạn cũng thể dùng được này. Dao sẽ ngắn này. Và muốn dài hơn nó đùn hết cửa ra, bọc xóa này. Đấy, cái này là mức dài nhất nhé. Đây, đây ngoại hình em dao của nó này. Dao sẽ dùng thép, thép không gỉ nhá, stainless steel này. Đây, con này phần lưỡi đã bị người ta đã đánh qua một chút rồi, đã đánh qua một chút rồi để chắc, để cho chắc sắc thêm. Đây, khi cầm này cực kỳ chắc chắn nhá. Rồi em sẽ đo tổng chiều dài của nó. Tổng chiều dài con này sẽ là khi mà rút hết cỡ ra, rút hết cỡ ra con này sẽ dài 18,5 cm, 18,5 cm nhé. Đây, khi rút hết cỡ nhá, đây kiểu dáng này, lưỡi cực kỳ đẹp nhá, lưỡi cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ là sắc luôn. Đây, bác không muốn dùng ấy, đây xoay vào lại xoắn ốc vào nên là lại cầm này nhá, cực kỳ an toàn nhá. Trước con dao này một con dao Shimano mã số 14 sẽ để giá là 220.000, mã số 14. Rồi 15 này lại giới thiệu bác em lại có mấy món đồ như này. Đây, đầu tiên giới thiệu có hai cái thước đo cá nhá, hai thước thước dây. Mỗi thước này tổng chiều dài nó sẽ dài 1,5 m thôi nhá, tổng chiều dài 1,5 m nhá. Đây tên hãng này, đây fishing gear này. Đây thước kiểu dáng này. Đây khi bác kéo ấy, bên trong này sẽ có một cái cò này, nó kêu cạch 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 đấy. Cá nó hay nhá. Chiếc thước này tổng chiều dài nó sẽ dài 1,5 m các nhá. Tổng chiều dài sẽ dài 1,5 m này. Đây dài 1,5 m này. Bác sẽ bấm đây này. Đây nó có một nút bấm đây nhá. Bấm vào dây tự thu vào nhá. Bác bấm ấy, khi bấm bác cầm dây này này thì sẽ an toàn. Khi bấm nhưng mà thả này phát này nó kéo phát nó phập cái nó vả mặt khá là đau nhá. Rồi tiếp theo có một chiếc bấm tiếp theo này. Đây một con thước giống tiếp theo này. Đây. Đấy, kiểu dáng này. Cũng dài 1,5 m nhá. Khi kéo ra nó phát ra tiếng động như này. Đó. Cũng tổng chiều dài của nó sẽ là 1,5 m. Đây. Tổng chiều dài 1,5 m các nhá. Tổng chiều dài 1,5 m. Đây là khi bác vào dây ấy, bác bấm như này, để bác thu như này thì sẽ an toàn hơn nhá. Đấy, an toàn hơn. Đây là hai chiếc thước. Rồi tiếp theo món này sẽ có một cái cục nam châm bấm. Một cục nam châm bấm nhá của Abu Gacha đây. Cái cục nam châm giới thiệu bác giải thêm chút. Cái đầu này, cái đầu móc khóa chữ G này. Bác móc vào bano này, móc vào túi câu này, hoặc móc vào đĩa quần này. Đây, móc đĩa quần này. Và chỗ này sẽ có hai cục nam châm đang hít vào nhau này. Và cái cục dưới này các bác có thể là móc vào kìm kẹp kéo này, hoặc là các bác có thể móc vào cái vợt câu suối.
khi bác muốn dùng ấy, bác giật cái vợt hoặc là vợt giật cái kẹp phát nó tự bung ra. Khi bác ấn, bác cho hai cú nâm châm gần vào ấy, thì nó tự hút vào nhá. Nâm châm siêu cường, nó dính cực kỳ là chắc và hút cực kỳ là mạnh nhá. Đây kiểu dáng này. Đấy, đây của Abugasia. Thì nó combo gồm ba món này, hai cái thước và một cái bấm một cái cụ nâm châm của Abu này. Hai mã này sẽ để giá là 150.000 dành cho mã số 15 nhá. Combo này 150.000 mã số 15. Tiếp tục mã số 16 giới thiệu có một chiếc tay quay chính hãng của Shimano. Đây, tay chính hãng Shimano nhá. Đây. Đấy, con này thì là cán mút tay, sẽ tay nắm cán mút Eva này. Đây. Đó, Shimano nhá. Chính hãng nhá. Đây, thông tin này. Có cả mã vạch nhá. Mã vạch đầy đủ nhá. Đây, Made in Japan. Thiết kế và sản xuất tại Japan thôi nhé. Này, rồi con này sẽ bóc luôn cho bác xem. Này, một tay quay kiểu dáng như này. Đây, một tay quay kiểu dáng như này nhé. Đây, đây, kiểu dáng này. Con này thì phần chỗ này thì hơi bị xỉn một chút này. Chắc để lâu rồi. Em kiểm tra lại nào. À, con này bị hơi xỉn một chút thôi. Con này sẽ báo giá rẻ bác nhé. Đây, con này khả năng người ta đã qua sử dụng rồi, nhé. Đây. Tay sẽ tay cán mút Eva này, cán mút Eva size đường kính 51mm nhé, đường kính 51mm nhé, kiểu dáng này, này. Đây, bên trong sẽ có bi nhé, xoay cực kỳ là bon luôn, nhé, kiểu dáng này. Con này thì tổng chiều dài nhé, em sẽ đo tổng chiều dài. Tổng chiều dài con này sẽ dài size 11cm nhé. Trong này sẽ còn đây này, dụng cụ để lắp đầy đủ nhé, giấy hướng dẫn sử dụng này đầy đủ luôn này. Con này mã số 16, một chiếc tay quay của Shimano. Con này thì là em tưởng là mới, nhưng mà con này nó đã qua sử dụng rồi. Con này sẽ để giá là 280.000 nhé. Mã số 16 280.000, sửa luôn cho bác nhé. Mã số 16 280.000 nhé, một chiếc tay quay của Shimano. Tiếp tục chuyển sang 17 sẽ có một chiếc tay quay của Shimano tiếp theo. Nhé. Chiếc tay này là tay cũng là tay cán mút này, size 51 mini này. Đây. Đấy, Shimano nhé, kiểu dáng này. Đấy, con này sẽ là hàng line new mới nhé. Con này sẽ tay carbon nhé, Đây, đằng sau có thông tin mã vạch đầy đủ nhé. Sản xuất và thiết kế của tại Japan thôi nhé. Đây, Japan thôi nhé. Rồi sẽ bóc luôn cho các xem. Nhưng mà chính. Đây. Đây, em sẽ có một chiếc tay mới tinh. Con này sẽ tay mới tinh nhé. Tay mới tinh của Shimano nhé. Tay sẽ tay carbon này. Tay carbon nhé. Tay xịn nhé. Size con này sẽ size 8.3 cm. Đây, nó ghi 8.3 cm thôi đây này. Đây ghi 83 cm thì em chẳng biết là 83 cm là gì đây. Đây không biết, nhưng mà tổng chiều dài con này sẽ là size 110 nhé. Size 111 cm đấy. Đây, tay này cực kỳ là bon nhé. Tay carbon luôn nhé. Tay carbon của Shimano nhé. Đấy, con này bên trong hộp sách giấy bút đầy đủ nhá, Đây. Đây này, hộp sách giấy bút đầy đủ nhá. Đây. Phụ kiện đi kèm để cho nắp cái tay quay này đầy đủ các bạn nhá. Một chiếc tay của Shimano size 110, tay carbon, full carbon các bạn nhá. Đây. Chiếc tay này mã số 17. 17 con này sẽ là hàng new mới các bạn nhá. Hàng mới nhưng bán phá giá một chút. Hàng mới con này sẽ để giá là 320.000, mã số 17, 320.000 nhá. Mà con kia nó dùng qua rồi thì là mã số 16 280.000. Tiếp tục mã số 18 sẽ một combo cái xích khóa này này. Đây, tổng cộng đúng này sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 chiếc xích như này nhé, 7 cái móc cá như này, 7 móc cá này. Cái này thì chưa có dây thì em nhập về nó chỉ có thế này thôi, thì báo nồi quát thì nó gồm như tương đây món thế này. Đây, tương đây món thì là mã số 18 gồm có 7 cái móc này. Các bác nào muốn dùng thì về có thể buộc dây thêm. Thì là combo mã số 18 sẽ để giá 120.000, mã số 18 120.000 nhé. Đây, combo móc này. Tôi tiếp tục chuyển sang 19. 19 em giới thiệu, đầu tiên em giới thiệu qua một chiếc kính của hãng Tinhao nhé. Đây, kiểu giá này còn nguyên bao này, như này nhé. Đấy. Rồi, em sẽ bóc luôn cho bác xem bên trong luôn. Đây. Một chiếc kính kiểu dáng như này. Đây. Cực kỳ là đẹp quá nhá, cực kỳ là sang nhá. Đây, kiểu dáng này. Đấy, cực kỳ là mới quá nhá. Đây, cho bác xem bên trong. Bên trong sẽ như này. Bên trong kiểu dáng này quá nhá. Đấy. Đây. Một chiếc kính Polagen có mã 3301. 3301 kiểu dáng này nhá. Đây. Bên trong sẽ như này nhá. Cực kỳ là đẹp quá nhá, cực kỳ là đẹp nhá. Đấy. Đây, cực kỳ là sang luôn. Rồi con này sẽ đeo lên xem nào.
nó sẽ là, con này sẽ là màu màu xám các nhé, đây màu xám này, đeo cực kỳ là dịu mắt các nhé, cực kỳ là dịu mắt nhé. Con này thì mã số 19, mã số 19 chiếc kính này sẽ để giá là 450.000, mã số 19 450.000 chiếc kính này nhé, cực kỳ là đẹp luôn, mã số 19 450.000. Tiếp tục mã số 20, mã số 20 em có một chiếc kính của Enice không nhá, Enice nhá, một chiếc kính bao này, bao sẽ bao giả carbon này, đây hoặc là bao carbon thật đấy, bao giả carbon có nhá, bao vải giả carbon này, đấy cực kỳ đẹp luôn, đây, nó có bao đồng hoàng nhá, rồi sẽ bóc luôn cho các xem bên trong, đây, bên trong đây, bên trong đây nhưng mà chính quá nhá, đây, ui sợ, một chiếc kính bao đẹp quá nhá, cực kỳ đẹp luôn, đây kiểu dáng này, đấy kiểu dáng này, cực kỳ đẹp nhá, bên trong nó có giấy nâu này, giấy nâu của hãng luôn các nhá, đây này. Enice này, đây, in chữ Enice nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, bỏ cái bao ra trước, cho các xem cái kính này. Đây, cái kính sẽ kiểu dáng này, kính thể thao nhé. Chiếc kính này dành cho bác đi câu được này, hoặc là bác nào đạp chân đạp cũng được này, kiểu dáng này nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Có in logo hãng chứ, in logo hãng này. Và đây, vào bên trong sẽ phần gọng này. Đây, phần gọng này nhé. Gọng cực kỳ là đẹp quá nhé. Đây, chỗ này sẽ có phần cao su này, cực kỳ êm nhé. Rồi tiếp tục sang bên này, sang bên này này, có in logo này, Enice này, chỗ này sẽ cao su nhé. Đấy. Và phần hai cái núm chèn mũi quá này, nó sẽ bằng nhựa nhé, cực kỳ là êm luôn. Đây các bác xem đeo này, đây, màu kính sẽ như này nhé, màu kính sẽ màu xám xám nhé, màu xám xám cực dịu mắt nhé, ngoại hình đẹp quá nhé. À đây, con này nó có một cái vẹt này này, một cái vẹt này các bác điểm gì không? Cái này để chống mồ hôi thôi nhé, để chống mồ hôi nó chui xuống kính nhé, đây, cực kỳ là hay nhé. Đấy. Chiếc kính này mã số 20. Mã số 20 một chiếc kính của Enice. Đây, mã số 20, chiếc kính này sẽ để giá 650.000, mã số 20 nhá. Tiếp tục 21. 21 em có một chiếc kính câu cá, một chiếc kính câu nhá. Đây nó sẽ có bao vải như này, bao vải như này nhá. Một chiếc kính này sản xuất tại Đài Loan. Đây. Đây kiểu dáng này, kiểu dáng này nhá. Đây, Polagen này. Đây, Polagen len này. Đây, sẽ màu như này nhá, sẽ màu nhá, cực kỳ đẹp nhá. Đây. Đó, con này màu kiểu màu trắng gương, nó sẽ phản xạ lại cái hình điện thoại cái mặt em đây này, đó cái đèn này. Đây, con này thì cũng báo luôn cho bác là một tí này, con này cái chỗ này này nó bị hơi bị nổ một chút này, đây hơi bị nổ sơ một chút nhé, đó nói chung không ảnh hưởng gì cả, có đeo thoải mái luôn. Đây, con này của hãng 5M quá nhé, đây 5M này, đấy, đây 5M này, đây bên này in logo 5M này, con này sẽ sản xuất ở Taiwan nhé, sản xuất ở Đài Loan này, đây, Đài Loan nhé, đây, đó. Đây này con này ghi 6% gì đây này. Đây bên trong màu nó sẽ như này nhé, cực kỳ là dịu mắt nhé, phân cực kỳ là tốt nhé. Con này thì em đã đeo qua, em đã test thử rồi, thì em đã câu đài ấy, thì là nhìn một phát thì phao thì rõ nét luôn coi nhé. Hoặc là các bác nhìn con cá dưới nước ấy, cực kỳ là nét luôn, cực kỳ là rõ nhé. Đây màu sẽ như này, đây cái màu qua camera để nó cũng đang phản xạ ánh sáng thì nhìn hơi mờ luôn. Khi bác đeo vào cực kỳ là dịu mắt. Con này thì bao ôm mắt cho bác nhé, bao ôm mắt cho bác nhé, cực kỳ là êm luôn đó. Một chiếc kính mã số 21. Mã số 21, một chiếc kính 5B, chiếc kính này mã số 21 sẽ để giá 500.000, mã số 21. Tiếp tục mã số 22. 22 có một chiếc kính tin hao tiếp theo, một kính tin hao nhá. Đây, con này sẽ nguyên ba nguyên hộp như này, nguyên hộp kiểu dáng này nhá. Rồi sẽ bóc luôn cho bác xem bên trong. Đây. Đây một chiếc kính kiểu dáng này. Đây. Bên trong có cả giấy nâu luôn các nhá. Đây, chiếc kính sẽ kiểu dáng như này các nhá, kiểu dáng này. Nó cực kỳ là thể thao luôn. Đây. Cực kỳ hay nhé. Con này báo luôn có một chút, con này thì em thấy cực kỳ đặc biệt này. Con này nó sẽ có phần mở nắp như này này. Đấy. Bác nào muốn lúc nào mà mỏi mắt quá thì có thể bỏ ra nhìn bình thường. Đấy, khi bình thường nắng quá bạn lại gập cái này vào. Đấy, cực kỳ hay quá nhá. Rồi sẽ cho bác xem phần gọng. Đây, phần gọng con này sẽ in Konamen. Đây, in Konamen này. Đấy. Và bên trong sẽ in thông tin đây nhá, in thông tin này này. Đấy, phần này sẽ nó sẽ đánh kiểu là dạng sần sần ấy, cực kỳ là êm các nhá. Đây, con này sản xuất ở Đài Loan các nhá. Đây, made in Taiwan này. Sản xuất ở Đài Loan nhá, Đài Loan xuất Nhật nhá. Đấy. Cực kỳ là hay luôn. À đây này, hai bên hông này nó cũng có phần kính luôn nhá, phần kính nhá. Đấy, nó làm cho cái mắt mình nó dịu hơn ấy, hai bên đều có này. Đấy. Khi bác nào mỏi mắt quá bạn lật cái này lên này. Đấy, nó này, cực kỳ là hay luôn. Cái phần gọng này cực kỳ là êm quá nhé, cực kỳ là êm nhé. Đấy. Một chiếc kính tin hao, chiếc kính này là mã số 22, chiếc kính này sẽ để giá 700.000 nhé, mã số 22 700.000 chiếc kính này nhé, còn nguyên hộp.
còn cực kỳ là mới. Tiếp tục mã số 23. 23 em giới thiệu anh em có một chiếc kính Daiwa, một chiếc kính Daiwa nhé, kiểu dáng này, đây hộp như này nhé, hộp bao chắc chắn nhé, có nguyên móc để bác móc vào bao nu, móc vào quần nhé, đây kiểu dáng này, đấy, rồi sẽ bóc luôn cho bác nhân vật chính, ôi bùng mã, đây mã số 23, đây 23 sẽ có một chiếc kính kiểu dáng này, đây các anh nhìn chưa, bao chất lượng chưa, cực kỳ đẹp luôn, cái kính trắng gương này thì bao chất lượng quá nhá, đấy các anh nhìn thấy em rõ không? Nét nẹt quá nhá, nét nẹt nhá. Đấy. Rồi cho bác xem luôn bên trong. Em sẽ cầm luôn cái này lau qua cho bác xem nhá, độ bóng nó như thế nào. Đây. Đây, lau qua phát nó sẽ bóng ngay quá nhá. Bóng nọng luôn đấy. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Đây. Rồi, sẽ quay sang bên trong một chút và xem gọng. Đây, gọng Inogu Daiwa này. Gọng Inogu Daiwa này. Con này giống cái con vừa rồi em đi xem chút này. Con này phần hông có kính rồi nhá, phần hông kính nhá, để cho cái mắt mình nó giảm ánh sáng đi, cực kỳ hay nhá. Đây. Hai bên đều có này. Đây. Con này thì là có Inogu Daiwa này nhá. Con này sản xuất trực tiếp tại Japan nhá. Sản xuất trực tiếp Japan nhá. Đấy. À, phần chỗ này này sẽ có phần cao su này. Cực kỳ êm luôn. Rồi sang bên này. Sang bên này sẽ in mã này, thông số này. Đây. In mã code như này có nhá. Đây, cực kỳ êm luôn. Đây bên trong sẽ màu như này này, màu này này. Cái này là do cái ánh sáng đèn nó xoay vào thành ra nó hơi bị mờ. Đây còn bác đeo thực tế sẽ như này nhé. Đây. Đeo thực tế nó sẽ nét hơn, còn qua camera nó hơi mờ một chút thôi nhé. Đây. Qua camera sẽ hơi mờ một chút. Đây, kiểu dáng màu như này. Cực kỳ đẹp luôn, một chiếc kính Daiwa sản xuất tại Japan. Đây. Đó, còn nguyên hộp như này nhá, cực kỳ là ngon quá nhá. Chiếc kính này mã số 23, 23 chiếc kính này sẽ để giá 750.000 nhé. Mã số 23 750.000 nhé. Kính bao xịn bác luôn. Tiếp tục 24. 24 em sẽ chuyển sang giới thiệu bác một chiếc cần câu của Myocraft, một chiếc cần câu suối nhá, còn gần như là mới nguyên. Đây, đây hộp của nó nhá, hộp của nó nhá. Đây, kiểu dáng này, Myocraft, một chiếc cần chuyên câu suối bác nhá, cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn. Mã số 24. Rồi em sẽ cho bác xem bên trong luôn. Đây, đây bên trong sẽ một chiếc cần như này nhá, chiếc cần sẽ bọc trong một cái túi như này nhá, cực kỳ nhỏ nhắn. Đây, và con này sẽ có túi sách đầy đủ nhá. Túi sách đầy đủ nhá. Đây. Túi sách còn nguyên này, còn nguyên này. Đây. Đấy thôi cái túi này sẽ không sách sẽ không dở cho các bác nhá. Sách cứ để nguyên trong này cho các bác thôi. Đây. Còn phần túi bên trong này, phần bao này sẽ có một cái túi nhỏ này cho bác bỏ quần. Rồi em sẽ dở cái cần cho bác xem. Một cái cần UN cao cấp của Myocraft. Cây này như thị trường Việt Nam giờ như không có thì phải. Nó dừng sản xuất lâu lắm rồi, không còn các bác nhá. Một cây cần là cây cần 4 khúc và sẽ có một khúc nối để nó nối cái chiều dài nó dài thêm một chút đấy. Đây sẽ bóc cho bác xem nhé. Đây này, bao có 5 ngăn thôi nhé, bao có 5 ngăn nhé, 1 2 3 4 5 ngăn nhé, 5 ngăn đựng 5 khúc. Đây, cây cần này sẽ như này nhé, cây cần khi thu gọn sẽ như này. Đây, tổng chiều dài này sẽ đo tổng chiều dài cho là thu gọn sẽ là bao nhiêu cm nhé. Tổng chiều dài thu gọn nó sẽ là 37,5 cm nhé. Đây, khi thu gọn sẽ là 37,5 cm nhé. Đây kiểu dáng này, một cây cần máy, một cây cần UN máy ngang BFS nhé. Đây, tay sẽ tay cong này cực kỳ đẹp nhé, cán sẽ cán bẩn. Đây, con này thì là người ta đã bọc thêm một lớp bẩn, bọc thêm lớp giấy bóng này cho nó mới ấy. Khi bác nào không thích cái lớp giấy bóng này có thể có bóc ra thì nhé. Cái giấy bóng này chỉ là cái giấy bóng dán cây thôi nhé, dán cây thôi nhé, kiểu dáng này. Đây, cái chỗ này tay cầm nhiều người ta sẽ bọc vào, còn trên này thì người ta không cầm vào sẽ bỏ ra như này nhé. Đây, có anh nhìn phần bần là biết là còn đẹp đúng không, bần nhìn biết đẹp đúng không. Tay bát này, đây gỗ sẽ là gỗ tự nhiên nhé, gỗ tự nhiên nhé. Con chiếc này con ở Việt Nam hiện tại thì em thấy bây giờ rất là nhiều bác dùng cúc bản kiểu dạng như này, nhưng nó sẽ là bản sẽ bản granite nhé, bản kiểu là bán sợi thủy tinh nhé, cần sợi thủy tinh nhé. Đấy, con này khoen sẽ khoen Fuji Six hết không nhé, khoen Fuji Six hết nhé. Đây, khoen Fuji Six nhé. Đây, con này đây này, em sẽ đọc thông số một chút để xem in đến đâu. Ở đây, con này sẽ là khi bác nắp đầy đủ ấy, nắp hoàn thiện 5 khúc này vào thì sẽ là 505 thì con này sẽ dài 1,5 m, dài 1,5 m. Khi bác rút cái thanh này ra này thì là sẽ còn 4'6", 4'6", 4'3", 12, 42, 6'3", 18 thì nó sẽ 1m38 nhé. Khi bác rút cái thanh này ra này là 1m38 và khi bác cắm đầy vào sẽ là 1m rưỡi các nhé, 1m rưỡi nhé. Rồi giờ em sẽ cắm luôn cho các bác xem. Đây, một cây cần cực kỳ là nảy luôn, dành nó đi câu suối là cực kỳ hợp lý nhé. Đây,
cái này thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ là không còn. Còn nữa chỉ còn bản bản mới bây giờ sẽ là bản làm bằng sợi thủy tinh thôi nhá. Còn bản carbon này giờ nó gần như không còn. Không còn nhá. Đây. Khi nối vào nó sẽ như này này. Cực kỳ là nảy quá nhá. Đây cực kỳ là nảy nhá. Đây sẽ soi qua xem lần lượt nhá. Đây, đấy, một chiếc cần BF máy ngang. Đây. Đó, tất cả là dàn khoen, Fuji Six hết luôn nhá. Đây. Dàn khoen Fuji Six hết nhá. Đây, khi nối vào nó sẽ có thêm đoạn này này. Ở con này sẽ xoắn hai da đến đoạn này quá nhá. Dòng này sẽ xoắn hai da từ gốc này đến cái nóng này và đến cái khoen đầu tiên nhá, sẽ xoắn hai da nhá. Trên này sẽ là carbon vòng. Đây kiểu dáng này. Ngoại hình đẹp gần như 100% nhá. Ngoại hình đẹp gần như 100% nhá. Cực kỳ là nảy luôn, cực kỳ là nảy nhá. Đó, khi nắp trọn gói vào sẽ là 1,5 m mà khi bác nắp đây, khi bác rút cái nóng ra này, rút nóng ra này, thì nắp thành một cây cần như này, một cây cần này sẽ 1,38 m thôi. Cực kỳ là ngắn thôi nhá. Câu suối cực kỳ là hay. Đấy. Rồi, sẽ giới thiệu bác luôn. À, chiếc cần này một chiếc cần Mizocraft BF 5 khúc. Nắp tròn 5 khúc thì nó sẽ là 1,5 m. Và các bác nắp 4 khúc thì sẽ ra 1,38 m. Đấy. Thì chiếc cần này là mã số 24 đúng không? Đây, mã 24 bác để chút để em cất đi cho em báo các. Đây, các bác cất đi các bác cho vào cái túi này này. Đây. Bác cho vào túi này, bác bọc bác lại cất đi, bác cho vào trong kia. Cái này hãng khá là hay này, nó đã bọc cho bác một cái túi bao bên ngoài như này rồi và bên trong lại cho thêm một cái túi như này nhé, cực kỳ bảo quản cần, cực kỳ là khó xước nhé, cực kỳ là khó xước nhé. Chiếc cần này mã số 34, chiếc cần này sẽ để giá 3,5 triệu nhé, mã số 34 3,5 triệu nhé, một phiên bản cực kỳ là ngon luôn, Mizocraft một chiếc cần BF câu suối. Đấy, rồi tiếp tục mã số 25 giới thiệu một combo lưỡi câu, một combo lưỡi câu nhé, lưỡi số 3 này, lưỡi số 2 này, lưỡi này dành cho là câu rô câu chép nhé, câu rô câu chép nhé. Đây lưỡi này sẽ là cái thẻ buộc sẵn rồi. Thì là bác nào không thích thẻo bác có thể cắt dây ra bác buộc lưỡi để câu bình thường cũng được. Đây kiểu dáng này, lưỡi số 3 này, lưỡi số 2 này, để dành cho câu chép câu rô thoải mái nhé. Form này câu chép câu rô cực kỳ là ngon luôn. Đây chuẩn cái form này sẽ là form câu chép, form câu chép nhé. Đây kiểu dáng này, đây cứ để vào nhé. Thì là combo này gồm có 15 gói, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Combo là gồm 15 gói nữa sẽ lưỡi số 2 và số 3. Combo này mã số 25, 15 gói nữa này sẽ để giá là 250.000. Mã số 25, 250.000 nhé. Tiếp tục mã số 26. 26 này có combo lưỡi tiếp theo, một combo lưỡi nhỏ hơn một chút. Combo này dành cho là câu cá giếc nhé, câu cá rô, cá giếc. Đây, size bé này, form lưỡi thẳng này, form này dành câu cá rô này. Đấy, lưỡi bé này. Tiếp tục lưỡi số 5 này, lưỡi số 5 này form là bé nữa này. Đây, form này dành cho câu cá giếc nhé, câu cá giếc, câu cá rô cũng được, ok nhá. Đây, lưỡi số 5 này, lưỡi gamma này. Đấy, số 5 này. Rồi tiếp tục sang bên này có lưỡi size số 6 này, lưỡi này bé tí nhá. Lưỡi size bé tí đi này em đổ cho lòng ngón tay này. Đây, bỏ ngón tay nhá. Ngón tay em đã bé nhá, mà cho vào cái lưỡi này. Đấy, bé tí nhá. Dành cho câu cá rô nhá. Đấy, combo này. Đây. Toàn lưỡi số 6 nhá. Đây lưỡi số 4 này, lưỡi số 4 này. Đều có gamma hết quá nhá, đều gamma nhá. Combo này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Combo này gồm 15 gói, mã số 26 sẽ để giá là 300.000, mã số 26 300.000. Tiếp tục mã số 27. 27 có một combo lưỡi cao cấp, lưỡi cao cấp, lưỡi made in Japan, lưỡi xịn của Nhật qua nhá. Đây. Lưỡi này em sẽ có combo lưỡi không ngạnh, lưỡi không ngạnh dành cho đánh cá rô nhá. Đánh cá rô nhá. Đây, form đánh rô, đánh chép nhá. Đây. Lưỡi không ngạnh bao sắc qua luôn, bao bén qua nhá. Đây. Lưỡi này của hãng Iesato nhá, Iesato nhá. Mỗi một gói này sẽ có 20 chiếc, mỗi một gói này gồm 20 chiếc nhá. Đây. Đấy. Thì là combo này gồm có 10 gói. Phải không nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Combo này 10 gói. 10 gói này sẽ để giá là 300.000 nhá. Mã số 27 300.000 nhá. Đây. Combo 10 gói lưỡi này. Lưỡi xịn đi coi nhá, lưỡi xịn lưỡi thừa nhá. Đấy, combo mã số 27 10 gói lưỡi này sẽ để ra 300.000, mã số 27. Tiếp tục combo mã số 28. Combo mã số 28 có combo lưỡi nhỏ tiếp theo. Combo này dành cho câu cá giếc hoặc là câu cá mương, cực kỳ là nhỏ luôn. Đây, gồm combo này câu khá hay này, có cả lưỡi to một chút nhá. Đây, lưỡi này sẽ lưỡi dành lưỡi câu cá rô này, cá giếc này, form thẳng này. Lưỡi này lưỡi dành cho câu cá rô này. Đây, lưỡi bé tí, lưỡi số 5 này, bé tí tí này. Đây này, trong tay em này. Dành cho câu cá giếc nhá, cá giếc cá rô nhá. Đây, lưỡi này nhỏ là câu cá giếc này. Đây.
Đấy. Và con duy nhất một cái lưỡi to. Lưỡi to này dành cho đánh cá đánh rô hoặc là cá chép, rô hoặc chép nhé. Rồi tiếp theo em đến lưỡi size số 3 này. Lưỡi này cực kỳ là bé luôn. Lưỡi này dành cho câu cá mương nhá, câu cá suối nhá. Đây, câu cá suối này. Đấy. Cực kỳ là bé tí nhá, size số 3 này. Đây. Và size số 3 nhá, bé tí tí. Đây, và cuối cùng có một lưỡi gói nữa số 6 thì câu cá giếc này. Combo này gồm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Combo này 15 gói này mã số 28. 28 sẽ để giá là 250.000, mã số 28 250.000 nhé, 15 gói này. Tiếp tục mã số 30. 30 em sẽ quay sang này một chút. 30 em sẽ có một combo gồm 4 con máy như này. 4 con máy như này nhá. Đây, gồm 4 con máy nhá. Đầu tiên giới thiệu con máy này size mấy ngàn đây. Đây, nó có nào về em bán được các bác nhá. Đây nó còn nguyên này. Có cả bụi các nhá. Bác nào về vệ sinh này, cầu con này. Vốn dĩ con này rất là bon nhá. Đây này, cực kỳ là bon luôn. Đây. Đó, một con máy RVK30, con này size tương đương size bao nhiêu em xem nào. Con này size tương đương size khoảng tầm 3.000, size tương đương size 3.000 nhá. Tương đương size 3.000. Đây. Con này ratio nó sẽ 5.2 nhé, ratio 5.2 nhé. Đây. Đó. Máy cực kỳ là bon nhá. Cực kỳ là bon luôn. Cực kỳ là bon nhá. Mô bin sống này. Siết đầu rát ok này, gạt cước ok này, con ăn cước này, con cước này này. Con này hơi bị xỉn màu chút này, năn nó khá là bon nhé, năn cực kỳ là bon nhé. Con này chắc là nâu không câu thành ra nó hơi bị bám bụi chút thôi. Con này bác nào về vệ sinh rồi mỗi tí thôi ok nhá. Đó, con này chức năng trả ngược trả xuôi đầy đủ nhá. Đây đang quay ngược này, đấy, quay xuôi này. Đấy ok hết bác nhá. Đấy là con máy thứ nhất. Rồi tiếp tục con máy thứ hai. Con máy thứ hai em sẽ có một con máy 1.000. Con máy này một con máy 1.000 nhá. Quay cực kỳ là bon luôn. Đây. Con này cực kỳ là bon nhưng mà hiện tại em đang bị mất một con ốc như này, mất con ốc như này. Báo luôn các bác nhá. Mất luôn con ốc này. Còn nếu mà quay ấy, quay con này cực kỳ là mượt luôn, cực kỳ là mượt nhá. Đây. Khóa trả xuôi trả ngược đầy đủ nhá. Đây, khóa trả ngược này. Đấy, khóa trả ngược đầy đủ nhá. Con này gạt cước này, gạt cước ok này. Ôi vặn chặt hết. Con này mô bin sống ok hết nhá. Đây, đoạn siết chặt tí nó kêu to này. Đó. Mô bin sống hết nhá. Siết được rát ok này. Gạt cước ok này. Con ăn cước con này thì cực kỳ là sáng luôn, cực kỳ là sáng nhá. Trả ngược trả xuôi đầy đủ hết nhá. Mà con này đổ tay trái phải ok hết. Con này size máy 1.000. Con này bên trong sẽ có dây sẵn này, có dây sẵn này. Đấy con máy thứ hai. Tôi tiếp tục con thứ ba. Con thứ ba sẽ có một con máy Shimano NX, một con máy NX nhá, NX nhá. Đây. Một con máy Titanus NX sản xuất tại Japan nhá, sản xuất Japan nhá. Con máy size tương đương chắc size 1.000 thì phải, đúng rồi, size 1.000 nhá, size 1.000. Con này sẽ là con máy đuôi chuột các nhá, đuôi chuột nhá. Đây, em mới nóng này. Kêu cực kỳ là to này. Siết chặt một tí nhá. Đấy. Hoạt động ok nhá, hoạt động ok nhá. Con này các bác muốn lấy sabun nhá, đây này trên này có một nút này, bác bấm phát tự nó nhả ra này nhá. Đấy, khá hay. Khi muốn cho vào các xoay, vừa xoay vừa ấn phát tự nó vào thôi. Đấy, gạt cước này, ngon lành này. Con ăn cước bằng đá, con ăn cước bằng đá xoay khá là bon nhá, còn cực kỳ là sáng nhá. Con này sẽ đổ tay trái phải thoải mái luôn, quay cực kỳ là nhẹ quá nhá, cực kỳ là nhẹ nhá. Đấy, trả ngược trả xuôi đầy đủ này. Đây. Đây đang mở trả ngược nhé, mở trả ngược sẽ không kêu. Đó. Và khóa trả ngược này, đây, khóa trả ngược sẽ ok này con nhé, đổi tay trái phải ok hết nhé, ngoại hình còn khá đẹp, thân full carbon, con nhà thân full carbon hết nhé, thân full carbon nhé, một con máy Shimano Titanus NX 1.000, đây, NX 1.000 này, ngoại hình này, có nguyên dây rồi nhé, quay thì bao bon quá luôn, quay cực kỳ là bon nhé. Rồi tiếp tục con thứ tư em sẽ có một con máy của Daiwa, con này sản xuất ở Đài Loan này. Đài Hoa sản xuất Đài Loan này. Một con máy này size bao ngàn, size 900. Size 900 con này size tương đương với size 2.000 đó nhá. Đây. Ui giời. Cái phần cuối nó chặt quá, chắc là để nâu rồi, đây này. Đây các bác lại siết được nhá, nó chặt quá thành ra nên nó không vặn được đây này. Mô bin sống ok nhá, mô bin sống ok nhá. Gạt cước này. Gạt cước ok này. Con ăn cước còn sáng nhá, con ăn cước còn sáng nhá. Con này sẽ đổ tay trái phải được hết nhá. Máy cực kỳ là bon luôn. Đây. Máy cực kỳ là bon nhá. Đổi tay trái phải được, trả ngược này, trả ngược trả xuôi này. Đây, khi mở trả ngược trả xuôi ấy, thì con này sẽ không kêu nhá. Khi đóng vào ấy, thì quay sẽ ra không kêu như này, cực kỳ là bon nhá. Đấy, ngoại hình này, con này ngoại hình thì thân full carbon hết nhá, thân full carbon nhá. Đây, đây qua. Đôi khi ST 900 thì con này size tương đương chắc size 2.000 nhá ngoại hình đây. Đấy, thì combo này combo mã số 30.
Combo mã số 30 gồm 4 cái máy này sẽ để ra là 650.000. Combo mã số 30, 4 cái máy này sẽ để ra là 650.000 nhé, cực kỳ là rẻ. Tiếp tục mã số 31. Combo mã 31 em giới thiệu em có combo lưỡi câu ba tiêu. Đây lưỡi câu dành cho câu nua nhé. Mã 31, đây lưỡi câu nua này. Đầu tiên là giới thiệu bắt lần lượt nhé. Combo này gồm có 10 hộp cơ. Đây đầu tiên có hộp số 6 này, lưỡi của hãng Cativa nhé, Cativa nhé. Đây, Sting G, lưỡi sẽ lưỡi trắng này, bao sắc quá luôn. Con này lưỡi size số 6, size số 6. Tôi tiếp tục hộp này size số 6 này, đấy hộp thứ hai này. Rồi hộp thứ ba có một hộp Cativa Sting G này. Đấy, con này size số 5 nhé, size số 5 lưỡi đen này. Lưỡi thân cực kỳ là to luôn. Đây, tại tiếp hộp này hộp sắt. Đây, Cativa Sting G này, size số 8 này. Đấy. Size số 4 này. Con này size số 8 này. Đây, lưỡi cực kỳ đẹp quá nhé, lưỡi cực kỳ đẹp nhé. Đây 246 này. Đây một hộp Gamma này, hộp Gamma này. Đây. Hộp Gamma nhé. Size số 6 này. Đấy. 7 này. Tiếp tục hộp Gamma tiếp theo này, hộp Gamma lưỡi số 10 này, hộp này lưỡi thập cẩm nữa nhá, hộp này lưỡi thập cẩm nhá, từ to nhỏ này. Đấy. Tiếp theo là hộp Gamma tiếp theo này, hộp Gamma này, hộp này 5 trước này. Đây. 5 trước này, size số 4 này. Đây kiểu dáng này. Rồi tiếp theo có hai hộp này. Đây hai hộp này đánh cho bác thành một hộp thôi. Đây. Size số 6 và size số 5, lưỡi cực kỳ đẹp nhá. Thì em sẽ đếm nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 hộp. 10 hộp này mã số 31 sẽ để ra là 700.000. 10 hộp sẽ để ra là 700.000 nhé. Mã số 31, 10 hộp nữa đây 700.000. Thì là clip hôm nay nên cho tổng cộng cho bác là 31 mã mà quay hết 41 phút. Thì là bác nào ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0878690999 để chốt hàng trực tiếp hoặc là ebook qua Zalo nhé. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn qua video tiếp theo. Bye bye.